mọi người, hôm nay là ngày thứ tư đầu tuần nha mấy anh nha. Hôm nay là ngày mà hình như 20-21 gì đó. Chắc hôm qua mấy anh đi chơi ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 chắc hôm nay say xỉn hết rồi. Chắc bữa nay là không ai mua chim rồi. Ok, thì hôm nay em về 4 thùng chim. Thì cái thùng này là thùng than đất nha mấy anh nha. Thùng này than đất nè. Còn ở đây là có hồng hạnh nè. Hồng hạnh với lại thanh tước nữa ha. Thanh tước, hỏa tiễn rồi than nè. Rồi thùng ở dưới này là thùng than nha mấy anh nha. Đó. Ok, bây giờ em sẽ ra chim nhỏ trước ha mấy anh ha. Ra than đất trước. Tất cả chim em ở đây đều là chim mới hết nha mấy anh nha. Không có chim thuộc nha mấy anh nha. Và cũng không có chim nào mà vô cám rồi. Chim hoàn toàn là chim mới bắt từ rừng về. Ây da, cái con này nó hơi nhỏ cho nên nó cũng hơi khó bắt một chút xíu ha. Còn than mái ha. Than đất mái là 60.000 nha mấy anh nha. Chim hoàn toàn là chim mới, chưa vào cám. Rồi, chim ở đây em bao cho các anh tạch lỗi, có nghĩa là em bao móng, mắt, mỏ đầy đủ hết nha. Đó là tạch lỗi, là tạch lỗi là mắt, móng, mỏ đầy đủ. Còn cái chuyện mà chim nó ra học thì các anh lựa thì nó rất là hên xui nha. Tại vì có những con tự nhiên chim mới ở rừng về mà nó vẫn bị tạch lỗi lộn là mình, cái chuyện đó là chuyện rất bình thường nha. Đó, cho nên ở đây là em không có bao cái chuyện mà bao lộn, bao ngước đâu nha. Em chỉ có bao là móng, mắt, mỏ đầy đủ thôi. Đó, cho nên anh em mà lựa thì lựa chim mà ngay cái con chim nó bị lộn thì cái chuyện đó là mình cũng không muốn, em cũng không muốn, mà mấy anh cũng không muốn, dĩ nhiên rồi, chẳng có ai muốn cả. Con đất này nó dính bông, nó dính bông, bông từ cái ở phía dưới nó dính lên trên chứ không phải là chim bông đâu nha. Ờ, cái giá than đất trống ở đây là 100, bữa nay bán 100.000 thôi à. Chỉ 100.000 thôi là có một em đất rồi. Than đất trống là 100.000 nha mấy anh nha. Còn than đất mái là 60.000. Chim này chưa vô cám, chim mới hoàn toàn. Bé này rất to con ha. Này tôm nè. Tôm nè ngoài nha. Cái con than đất, riêng cái dòng than đất này, nếu mà anh em nào mua, anh em nào ở tỉnh á, anh em nào ở tỉnh mua thì mua trên hai con em mới ship nha. Tại vì cái con than đất này thật sự ra mà nói thì lời rất là ít, lời có 10-20.000 con không à. Mà ship trên xe ôm mà từ nhà em ra bến xe toàn là 70-80.000. Cho nên là mua một con thì em không thể nào em ship ha. Nếu mà anh em nào muốn mua một con mà chịu cái tiền phí xe ôm cho em á thì em sẽ ship cho mấy anh. Chứ còn chim này thường thì em sẽ không có ship ha. Vì trước giờ em bán là em không có tính tiền tính tiền xe ôm á cho các cái anh ở tỉnh ha. Đa số là anh em ở tỉnh thì em cũng thông cảm. Em không có tính tiền xe ôm tại vì em biết là khi mà các anh ship chim, các anh sẽ nhận thêm một khoản phí ship nữa là từ các cái nhà xe ha. Cho nên là em thường em sẽ không có tính tiền xe ôm cho mấy anh ở tỉnh. Cho nên là anh em nằm ở tỉnh mà có nhu cầu mua những con than đất này á thì chịu cái phí xe ôm cho em ha.
Đó. Cái nào mình cũng phải nói rõ ràng vậy cho mấy anh hiểu ha. Rồi cách thứ hai nữa là anh em nào ở tỉnh nếu mà có mua chim vui lòng chuyển khoản trước cho em ha. Chứ em nhiều khi mấy anh chơi chiêu không à. Có rất là nhiều người ta rất là đàng hoàng ha. Thì mình có thể mình giao chim cho người ta xong đó mình nhận tiền sau cũng được. Nhưng mà có rất là nhiều anh chơi chim. Mình nhận chim xong cái thế này thế nọ, cái lọ cái chai. Xong đầu kêu là không nhận chim rồi nhà xe nó sợ quá, nhà xe nó cũng phải đưa chim. Thì lúc đó thì tiền mất tật mang. Em là tiền mất tật mang chứ không phải mấy anh tiền mất tật mang. Cho nên mấy anh ở tỉnh nếu mà không muốn mua chim thì cứ chuyển khoản trước cho em hay em giao chim ha. Còn có mấy anh kêu là sao không ship COD. Ship COD kêu bưu điện giao tới nhà rồi nhận chim rồi trả tiền. Anh em nào muốn ship COD thì em sẽ sắm một cái máy in ha. Em in các anh muốn chim xòe, chim to, chim dài, chim như thế nào đó. Em sẽ in những cái hình em bỏ vô cái hộp giấy. Rồi lúc đó em ship COD cho mấy anh ha. Đó. Còn bưu điện thì chẳng có cái bưu điện nào mà nó ship động vật cả. Mấy anh ở tỉnh thì chịu khó nghe cái kỹ giúp em cái vấn đề này ha. Động vật nó khác, còn cái đồ vật nó khác. Quên nữa, nãy giờ chưa nói luôn. Chim này là chim Đắk Nông. Thì có rất là nhiều hỏi, rất là nhiều người hỏi em là chim vùng nào. Dạ chim vùng Đắk Nông. Ồ con này bông trắng lực, ấy ở bụng quá trời luôn. Rồi hôm nay tiếp tục làm cái event nữa nha. Làm cái event đó, anh em cứ vui lòng. Đợi em lấy cho biết em ghi ha. Hay là sao đây? Hay là vẫn như là cách cũ ha. Con này, đây, mép. Này than đất mép. Nó chưa chỗ hết lông nữa nè. Đỏ lòm. Đỏ lòm như con chim truyền á. Rồi cái event hôm nay tiếp tục 5 con trèo mèo núi ha. 5 bé trèo mèo núi. À, đợi em ra cái thùng đất này em lấy cây viết, em viết cái cách mà các anh tham gia cái event này cho rất là dễ ha. Đấy, đăng ký kênh hay không đăng ký kênh gì vẫn tham gia cái event được ha mấy anh ha. Con cuối cùng nó là xong rồi. Ok, bây giờ sẽ ra những cái thùng chim lớn kia nha mấy anh. Rồi đây, đây là cái cách mà các anh tham gia cái event ngày hôm nay ha. Rất là dễ luôn. À, các anh ghi như thế này nè, thăng nè, đúng không? Chào màu núi đó. Rồi ví dụ như là 1 2 3 đó. Ba số ngẫu nhiên, số đài miền Bắc. Kết thúc vào lúc 17:30 chiều nay nha. Đó, các anh ghi như thế này nè, ghi chèo màu núi này là cái lúc mà cái bình luận của các anh đó là cái chỗ này là nó sẽ lên cái chữ màu xanh ha. Rồi nếu mà anh em nào mà có rảnh thêm chút nữa thì ghi cái số điện thoại nữa ha, ví dụ như 0908 đi 667788 gì đó. Đó, ghi số điện thoại nữa để các anh trúng thì em sẽ liên hệ lại với anh ha. Rồi bây giờ cái này ha.
cho anh nhớ nha, nhớ ghi giống như này cho em nha. Thì như thế này là nó sẽ lên màu xanh rồi. Đó. Thì như thế này là nó sẽ lên màu xanh nha mấy anh nha, là cái dòng chữ này nó sẽ lên màu xanh dương nè. Ok, thì em sẽ ra cái thùng này ha. Đây là chim hồng hạnh nha. Cái lỗ nó hơi nhỏ, cho em quét cái lỗ nó to to ra chút xíu. Sung ha, chưa chiều bắt ra nó đã đớp cái tay em rồi. Đây chim hồng hạnh trống ha, cái giá chim hồng hạnh này là 180 ngàn. Bình thường không có cà lâm. Trời ơi con này xòe to. Đây là cái con săn. Săn trước trống nha. Tiền trống à. Tiền trống nha. Đây, tiền trống này là 380 nha mấy anh nha. Chim móng mọ đầy đủ hết nè. Để em xem nó là trống hay là mới đây. Ừ.
Đây là con trống nha. Mới cho cái con hỏa tiễn ra mà nó hót rất là ghê ha. Chuyện hỏa tiễn ở đây thôi. Có một con than thôi. Con này rất to. To xòe. Con này chưa thay lông xong mà. Lông sót nhiều lắm. Than mép nha mấy anh nha. Thì than này là giá là 350 một con ha. Con than này chưa thay lông xong nè, nó còn lông bụng. Cái lông mà nó xốp xốp lên giống như bông gòn á, người ta gọi nó là lông sót nha mấy anh nha. Con này là con chim truyền đó đây. Nó chưa có thay lông xong. Con này rất to và dài và xòe luôn nè. Đấy. Đấy, chim em chỉ bỏ ra học, em nhìn như thế này thôi ha. To, dài, xòe. Móng mắt mỏ đầy đủ. Còn cái chuyện mà bỏ ra học như thế này mà nó lộn thì em sẽ thanh lý giá rẻ cho các anh. Còn cái chuyện mà bỏ ra học như thế này nó không hề lộn nước, mà các anh chọn những cái con chim này mà về nó bị tạch lỗi thì các anh đừng có gọi điện thoại cho em, tại vì cái chuyện đó là không có ai mong muốn cả. Đó, em nói rõ cho mấy anh luôn. Ở đây con là con đuôi cục này. Con này là con đuôi cục bụng đỏ nha mấy anh nha. Cái dòng chim này nó rất là hiếm. Dạ dạ, nó đang cắn tay rồi. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Đấy, chim này rất là hiếm nha mấy anh ha. Thì cái con chim này á, nó rất là nhiều màu. Có thể là nó 5-6 màu gì đó. Các anh có thể đếm kỹ ha. Nó có thể là 5 hoặc là 6 màu. Và cái con này thì các anh có thể làm tiểu cảnh ha. Các anh làm một cái IV, các anh nuôi nó ở nhà nó sẽ rất là đẹp. Tại vì con chim này thường nó sẽ không có bay cao. Nó chứ ở cách mặt đất khoảng chừng 1 mét á. Này nó như con gà con vậy á. Nói chung là đại khái nó giống như là con chim đại, con gà con á. Đây nè, em sẽ quay cái cánh nó ra cho mấy anh xem ha. Tại vì hôm bữa em cũng có lấy về em, nhưng mà em chưa có quay kỹ, cho nên là nhiều anh thắc mắc cái con chim này. Đây. Đây, em sẽ quay kỹ cho các anh xem cánh của nó nè. Đó. Và cái dòng này là dòng đuôi cụt nha. Đó, đuôi cụt bụng đỏ ha. Đó, đuôi cụt bụng đỏ. À, các anh nhớ. À, nó như thế này nè. À, cái dòng này làm cái tiểu cảnh, làm AV trong nhà rất là đẹp ha. Quên nữa, có một cái con trà màu bảy đấu nữa nè. Nhưng mà cái con này là con má lỡ ha. Thì thợ cũng báo với em con này con má lỡ, nhưng mà không biết sao nó lại nhảy lục. Đây. Rồi, trước khi cho nó. Đang chuẩn bị cây chuối ha. Chim này thì em sẽ bao trống trọn đời cho mấy anh luôn ha. Tại vì con chim này nó đã sổ bọng rồi. Nó ra giọng rồi, nó sổ bọng rồi. Nhưng mà nó là má lỡ thì em chưa biết là nó lỡ như thế nào. Nó lỡ nuôi hay lỡ mua đây không biết nữa. Bây giờ để em bắt nó ra cho mấy anh xem ha. Nó hơi tả tơi chút xíu nha mấy anh ha. Thì như các anh cũng biết rồi, mái lỡ thì nó sẽ mùa này thì nó sẽ ra lông ha. Nó ra lông nó đầy đủ thì nó sẽ thành cái con má đỏ. Bây giờ nè, lông mồng nó chưa mọc nữa nè. Rất là nhiều lông ống nha. Rồi, con này tương đối cái góc mồng nó to. Đó, con chim này bao trống trọn đời. Thì cái giá con chim này nó không có được đẹp thì cái giá nó cũng sẽ có một cái giá tốt cho mấy anh ha. Con chim này là 300.000. Chim này bao trống trọn đời cho mấy anh luôn.
Rồi, cái thùng này là hết rồi ha. Ok, bây giờ tới cái thùng hình như là thùng chè than ha. Thùng này là thùng chè than. Than thì em sẽ để bên này, tại vì cái hộc bên này nó sẽ to hơn là những cái hộc hồi nãy em ra những cái con than đất ha. Than mái nha mấy nha. Than mái thì cái giá là 150.000 một con than mái. Đó, chim mà bị lỗi móng hay là lỗi mỏ thì em sẽ bán nửa giá cho mấy anh. Than mái nữa. Than mái thứ hai. Rồi, mưa báo nhiều quá. Mưa bão chuẩn bị cơn bão tiếp theo rồi. Chim cò chắc chuẩn bị để ở nhà nuôi hết rồi. Than mép. Có những cái con đuôi thẻ như thế này, nhưng mà khi mà nó chơi thì nó lại xòe to nha. Cái chuyện chim cò thì nó rất là khó nói, anh em nào mà có chơi chim thì anh em cũng biết ha. Nhưng mà cái xác suất mà những cái con mà bắt nó ra mà nó xòe thì tương lai nó sẽ xòe to, và nó chắc chắn là nó sẽ xòe. Còn những cái con đuôi thẻ như thế này, những con đuôi thẻ như thế này thì nói chung là chơi hot hay là chơi các anh muốn huấn luyện theo cái kiểu gì thì theo. Nhưng mà cái con này em bảo đảm với mấy anh thì cái con này nó sẽ siêng hot ha. Cái mỏ nó rất là ngắn, mũi thông đấy, mỏ ngắn mũi thông ha, mặt mũi rất là đẹp. Đấy, một con than trống, hai con than mái rồi. Con này rất là dài và xòe nha. Con này dài, dọc, xòe to, mặt mũi rất đẹp. Con này nó có một cái ngón này nó bị tật bẩm sinh. Cái ngón nó vẫn còn nè, nhưng mà nó bị cái này nó bị tật bẩm sinh nha mấy anh nha. Con này thả vi rất là đẹp, do là nó bị tật cái ngón đấy. Chim này rất là dài và xòe to nè. Đây cũng là hàng xòe luôn nha. Con này nó có một cái con này tương lai 7 cá nè. Nè, các anh thấy nè. Tương lai lên 7 cá ha. Cái giá than trống là 350 nha mấy anh nha. Em nãy em cũng quên nói nha. Wow. Rất là ngầu luôn. Ngầu như là cục xí ngầu luôn. Dữ lắm. Con này rất là dữ chim ha, mũi thông nè. Các anh thấy ha, mũi rất là thông. Những con này mũi thông thì nó sẽ nhanh hót là một cái, thứ hai nữa là nó không có bị nghẹt mũi. Thì cái giọng của nó sẽ to giống như mình vậy. Mình bị cảm, mình nghẹt mũi thì cái giọng của mình nó khó nghe ha. Đó, mũi mà mình mà thông thì mình nói chuyện nó sẽ rõ ràng ha. Còn em thì lúc nào cũng vậy, em nói chuyện nó không có được to, cho nên mấy anh thông cảm giúp em ha. Còn một em cuối cùng. Rồi, hết rồi, đúng. Mái. Điểm danh lại cái coi. 1, 2, 3. Bữa nay là 3 than mái, 5 than trống. Bữa nay rất ít chim ha.
3 than mái, 5 than chống. Than mái thì giá là 150, than chống là 350. Để xem coi. Bên này hồng hạnh là 180, than đất là 100. Than mái là 60 ha. Than mái, than đất mái như vậy, than mái kia thôi nha. Than đất mái là 60 ha. Rồi xanh tước truyền này thì 380 nè. Chào màu bảy đấu này có con thì 300 nè. Còn họa tiễn này là 150 nè. À đây có con tiểu minh ha. Tiểu mi trống đang ra đông đuôi. Giá 250 một con tiểu mi trống ha. Bên này là lửa mép là 320, lửa mái là 150. Đây, những con này là hot hết rồi nè, đang thay lông nè. Lửa mép là như con lửa truyền thôi các anh ha. Mép nó vàng khè luôn. Còn cái con này là con đuôi cuột bụng đỏ nè. Rất là dữ luôn. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ lại với em cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ em sẽ để ở bên dưới cái màn hình. Và cái cách tham gia event ngày hôm nay thì 5 bé chào màu núi ha. Cái cách này như thế này đây ha. Các anh đi giống như em như vậy thì cái tên nó sẽ hiện lên màu xanh ha. Rồi anh em nào mà có đăng ký kênh rồi hoặc là chưa đăng ký kênh gì thì cũng có thể tham gia cái event ngày hôm nay 5 bé chào màu núi. Và cái kết quả là cái bình luận của mấy anh á không được chỉnh sửa là một. Cái thứ hai nữa là cái người nào bình luận đầu tiên, cái số mà trúng đầu tiên á thì người đó là trúng giải ha. Cái người thứ hai sẽ không có được trúng, chỉ có một người thôi ha. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, bình an trong cuộc sống cũng như trong công việc. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.